Chào mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Có khả năng tiên tri kỳ lạ trên dãy núi Sierra Nevada ở Colombia, quanh năm mây mù bao phủ, vùng đất được coi là nơi ngự trị của thần linh. Có một bộ tộc ít người sinh sống đã 8.000 năm qua, đó là tộc người Kogi. Các nhà nghiên cứu đã rất khó khăn khi tìm cách tiếp cận được với bộ tộc này. Theo nghiên cứu có được từ các tài liệu lịch sử, khảo cổ, Kogi là hậu duệ của một nền văn minh Tairona rực rỡ cổ xưa có niên đại lên tới 8.000 năm, tồn tại trước cả thời đại văn minh cổ nổi tiếng của người Inca và Maya ở Nam Mỹ. Người Kogi khẳng định tổ tiên họ xuất hiện trên trái đất này rất xa xưa, xưa hơn tổ tiên của loài người của thế giới ngoài kia rất nhiều. Họ nói rằng, bản thân mình biết quá khứ và dự đoán được tương lai của thế giới. Hàng nghìn năm sống trong rừng sâu, gần như không giao du với bên ngoài, họ vẫn giữ cho riêng mình những nét văn hóa riêng, lối sống khác biệt. Những quan niệm về cuộc sống, tự nhiên của họ giống như lời phán của những nhà hiền triết vậy. Mỗi người Kogi chỉ được xem là trưởng thành khi họ đã trải qua 9 năm tu tập. Họ ngồi quay mặt vào vách đá để khám phá bản thân và suy ngẫm mối giao thoa, hợp nhất giữa trời đất, con người và thiên nhiên. Các thành viên trong bộ tộc đều giữ lối sống biệt lập với thế giới bên ngoài. Chỉ khi thực sự cần thiết, họ mới giao tiếp với một vài bộ lạc lân cận. Họ đặc biệt cảnh giác với những người đến từ thế giới hiện đại. Những người Kogi có dáng người khá nhỏ nhắn, nước da ngăm đen, mái tóc xoăn tự nhiên, cả nam lẫn nữ đều để dài. Trang phục của nam nữ cũng giống nhau, đó là những bộ quần áo tự dệt từ sợi thô màu trắng, ống tay rộng, ngang lưng đeo một con dao dài. Người Kogi sống trang hòa với thiên nhiên, trong ngôi nhà nhỏ hình tròn được làm bằng những thân gỗ xếp xung quanh, mát mẻ, sạch sẽ, mái lợp bằng lá, có một cửa ra vào. Mỗi gia đình thường có hai lều, một lều cho đàn ông, một lều cho phụ nữ và trẻ em. Khách lạ đến thăm là đàn ông thì không được ghé vào lều của phụ nữ và ngược lại. Một điều cực kỳ đặc biệt và ấn tượng với những người từng tiếp xúc với bộ lạc Kogi là tất cả thành viên trong bộ tộc đều không ăn thịt, cá hay bất cứ loài động vật, côn trùng nào. Họ ăn chay hoàn toàn cả đời, thức ăn của họ không có gì khác ngoài cây, lá, hoa, quả, củ. Người Kogi thường nói rằng, quả đất là nơi sinh sống của muôn loài, vậy tại sao loài người lại bắn, giết, ăn thịt các loài khác? Mọi loài vật đều biết đau đớn, tại sao lại ăn cái đang đau khổ? Họ ăn chay bắt nguồn từ chính sự thiện tâm, hoàn toàn tự nguyện từ ngàn đời nay. Có thể nói rằng Kogi là bộ tộc có lối sống thánh thiện nhất thế giới. Người Kogi quan niệm rằng việc tích trữ lương thực, lo để dành, vô hình tạo ra sự tham lam, muốn chiếm đoạt, đó là khởi nguồn của chiến tranh, tội ác, tàn sát lẫn nhau. Sự dư thừa thường làm rối loạn trật tự thiên nhiên. Khi mình chiếm hữu được nhiều thì có nghĩa là người khác, sinh vật khác sẽ bị thiếu hụt. Như vậy sẽ mất cân bằng, khiến thiên nhiên bất ổn. Do đó, họ gieo trồng và để cây quả phát triển tự nhiên, họ cũng không tích trữ lương thực như các bộ tộc khác. Một điều đáng kinh ngạc là tuổi thọ trung bình của người Kogi rất cao, lên tới hơn 100 tuổi. Người Kogi rất thông hiểu về các loài thảo dược, giữ lối sống lành mạnh, chan hòa với thiên nhiên, tĩnh tâm trước biến cố. Có lẽ là những bí quyết giúp họ sống khỏe mạnh, gần như không bệnh tật gì trong suốt cuộc đời. Một điểm đặc biệt nữa của bộ tộc Kogi là họ không thờ cúng bất cứ một vị thần nào, cũng không có các sinh hoạt liên quan đến tâm linh như những bộ tộc khác. Tâm linh và tôn giáo không có trong khái niệm của người Kogi bởi họ cho rằng sự xuất hiện, tồn tại của các tôn giáo chứng minh rằng con người đã quá dã man, độc ác và sự hiếu thắng, sân si đang hiện hữu. Tất cả người dân trong bộ tộc đều bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau. Mọi việc trong làng đều quyết theo ý chung mà không theo bất cứ ý kiến riêng của cá nhân nào. Họ không có tộc trưởng nhưng những ý kiến, kinh nghiệm của người cao tuổi luôn được đề cao, xem trọng. Nguồn: Phụ nữ Việt Nam, net.